sao cô ạ? Bao nhiêu? Đó. Cái dễ luôn. Hello. Hello, xin chào ngày mới tại gia đình mến yêu của Hiển Chờ Chờ Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, của anh chị em bạn bè thân mến, trước khi giới thiệu với buổi ăn ngày hôm nay thì Hiển như phó bếp cũng xin mến chúc đại gia đình mình có nhiều sức khỏe nè, gia đình hạnh phúc nè, rồi thành công trong cuộc sống nha. Thì trưa ngày hôm nay mình với mấy đứa nhỏ nào này kia nó cũng muốn một chút gì đó làm cho cha mẹ ăn, thử gia đình cùng ăn để mà quây quần bên nhau vậy mà. Thì mấy đứa nhỏ nó có order một số cái này gọi là snow crab là cua tuyết đó các bạn. Rồi một mớ ốc hương ở Việt Nam. Các bạn có nhớ là mình thường hay nói mình thích ăn ốc với lắm, thèm rõ ra vậy. Thì cái món chủ lực hôm nay là ốc với cua tuyết, rồi bồi bổ thêm một mớ dầu chó quẩy. À, cái này thì ở Úc bán khoảng 1.5 đồng 2 đồng một cặp hả? Bây giờ lên giá 2 đồng 3. Đồng 3 cặp. Nó vậy nè, nó dính lại vậy nè. Thì ở Úc này mà các bạn biết, mà ai mà biết làm dầu chó quẩy cũng làm giàu được nữa. Đó, cứ bột nắng rồi chiên. Với một mớ ớt chuông. Rồi thành phần gia vị thì có tỏi, củ hành, xả với hành lá, ngò rí. Đồ thì có đường, muối, rồi bột nêm gà. Cái này bột nêm gà này mình không hiểu ở Việt Nam quê mình có xài không, chứ cái này xài rất là tốt nha, ngon thơm nữa. Rồi mít ớt, rồi ít sa tế. Đó, đại khái vậy. Này là dầu mè cho nó thơm đó các bạn. Còn đây không thể thiếu nước lạnh. Các bạn thấy hiện giờ chờ khúc mà thấy cái bình này đừng có nghĩ là rượu đế giấm, này là nước lạnh đó. Đó. Rồi bắt đầu mình sơ chế. Trước tiên thì mình phải rửa cái này một chút xíu nha các bạn. Tại vì thật sự mình biết người ta đem ở đây là người ta cũng rửa sạch đây lắm rồi. Nè, cua nó làm nó bó lại giống vậy nè. Bây giờ mình phải đi gỡ cái cọng dây ra rồi bắt đầu mình mới... Cái này là lần đầu tiên mình ăn thử nè, không biết nó sao đây nữa. Không biết ngon dở nữa, tại vì lần đầu thử thôi. Cái này cũng rẻ, tương đối rẻ theo ở xứ này. Nó chỉ có 20 đồng một ký thôi, chứ thật sự ba cái đồ này mà... 60-70 không. Rồi bây giờ để phó bếp đi rửa cái mấy cái đồ biển này ha. Rồi 3 giây. Rồi ông tránh bếp ở đây lột hành. Lột củ hành với củ tỏi. Biết mà thế nào cũng sai khiến lại à. Không thốt đâu. Đây bây giờ cái phần ốc hương này mình rửa lại cái. Mình sợ nó dơ, mình rửa cái nó cũng sạch lắm nè. Đó. Đây mình xả cái nước đầu cho nó sạch bớt chút xíu đi, rồi cái mình lấy miếng muối mình rửa lại. Mình chỉ sợ nó có mùi tanh thôi, tại đồ đông đá đó, cho nên mình xài một miếng muối mình rửa cho nó sạch. À. Tới phần cua cũng rửa lại luôn. Cái cua này thì mình khỏi cần rửa muối, tại vì nó đã luộc sơ qua một lần rồi, cho nên mình chỉ rửa lại thôi. Nó cũng thun ra. Đúng rồi, nó cuột lại cho đừng có bị sứt nè, chứ người ta nhiều khi người ta mua người ta bóc lui á, cái nó bị rớt ra. Ủa anh, cái này mình tét ra từng que hay sao anh? Đúng rồi, cắt ra từng que sao nó chứ. Coi chừng nào mình ăn mình hả đập. À, tét ra từng que vậy đây mình xào cho nó dễ. Rồi xong rồi, bắt đầu mình lại mình làm.
sau khi phố bếp rửa cua với ốc xong bây giờ mình chia ra, thì những tránh bếp thì xào ốc, phố bếp thì xào cua. Đó, tránh là lúc nào cũng làm chuyện nặng hơn khó hết trơn á. Đó, cái cua là nhẹ nó còn ốc nó nặng. Rồi bây giờ mình bắt đầu mở lửa lên mình làm nha các bạn. Tại vì ở ngoài trời nắng cái lửa nó cháy, lửa xanh quá. Cái lò tốt lửa xanh nhìn không thấy luôn. Hay quá, ngon à. Quá, sao dầu nhiều quá vậy ta? Sao đây, cái phần này là phần của phố bếp, ô của tránh bếp nè. Đó, xả, xả cho nó vào hết luôn. Rồi này lá xả đó các bạn, làm cho nó thơm chơi vậy thôi, không có cũng được. Anh đi phải về xả tế phải không? Rồi gì trước rồi nấy, nhưng mà thôi cách nào cũng ngon hết trơn. Trời ơi, mới để vô sao nó lòi cái mặt ra rồi. Rồi nêm nếm đi, cần gì cho miếng bột nêm đi. Đó, bột nêm này, bột nêm gà nghe các bạn. Ấp ơi, bay dữ vậy, gió bay dữ vậy. Trời ơi, nó bay vậy nó mới vui. Ừ, đường vô nghe các bạn. Rồi vậy thôi. Sa tế, một ít sa tế vô. Hồi nãy mình có để dầu hơi nhiều, bởi vì cái này mình không để dầu. Đó, bây giờ mình cần cái đồ để mình đổ ra. Qua trời, mới đây mà thơm rồi đó, giống như bên Thái Lan rồi đó. Mình tưởng tượng như đang đi tới Thái Lan, nó thơm cực kỳ. Nói chung những cái món ăn này thật sự ra mình làm cho nó thơm, cho nó kích thích cái khứu giác, rồi cái thị giác đó, để cho mình ăn nó ngon. Chứ thật sự ra mà mấy cái vỏ này biết chừng nào nó mới thấm vô được tới con ốc. Nếu mà không thấm thì hồi nó cho con dĩa nước chấm. Đó, bây giờ cho cái nắp đi, đậy lên một chút xíu cho nó hùng lên, nó mới chín nha các bạn. Đây đó, hỗ trợ hỗ trợ. Tại vì mình xào nó nóng thì nóng thiệt, nhưng mà nó không có chín được hết con ốc. Mình đậy cho nó hùng, nó như bằng cái gì hùng lại không lại ầm Thôi rồi bây giờ thời gian chờ đợi cái đó, em làm cái nước xốp cho cái này nha. Rồi ok, hai muỗng đường được chưa? Ba muỗng liền đó, dầu hào, dầu mè, sa tế rồi vô luôn một lượt luôn. Sa tế rồi, đủ rồi, đừng cay quá, nhà có trẻ em chứ 18 tuổi làm cay quá, ăn được nó kêu cảnh sát lại. Ủa sao hồi nãy không có để nước mắm vậy? Mắm vô đâu, vô đây hả? Ừ. No, ốc không có để nước mắm. Ừ, cõi này để không? Cái đó để vô một miếng miếng muối cũng được, nước thôi. Mắm này cũng được. Miếng dầu mè, miếng dầu hào. Cái này để mình làm một chút xíu có cái sốt để mình ăn giò cháo quẩy. À, cái này là gạch cua mà nó làm xào dầu đó, mình để vô để cho nó có cái màu của cái ấy lên. Gạch cua xào dầu để vô miếng đó. Đây, cái này là gạch cua xào dầu. Thường thường mình làm tôm hay cua gì mình xài cái này vô một miếng, cái màu nó đậm đặc lên, nó ngon lắm, nó đẹp màu mà nó thơm cái mùi gạch nữa, dụ nít được. Rồi, bột nêm chưa? Miếng bột nêm nữa. Nêm gà. Rồi, vậy là xong rồi đó. Xong, cái phần ốc mình cũng vừa xong nha các bạn. Đã. Rồi, đổ ra đây đi. Lấy cái nắp ra, đổ ra đi. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá vậy. Đây. À, cho cái này qua một bên đi, tới phó bếp xào cái kia. Đi đi. Đây, bây giờ tiếp theo là mình xào cái phần cà cua. À, cua tiết. Yeah.
Đây, mình cho một miếng dầu này vô cho nó có màu đẹp và nó cay. Rồi, để vô. Quá trời ơi. Sao cua, bỏ vô. Bảo đảm cay mà. Rồi. Được chưa? Vô. Cay dễ luôn. Đây, bây giờ mình sắc mấy phanh ớt, mình trang trí cái mâm cho nó đẹp để mình đổ cái cua ra. Đẹp cái vụ nít. Trang trí đẹp mà mình ăn luôn á. À, mình vừa bỏ miếng hành với miếng ngòn nha các bạn, cho nó thơm. Đó, thơm dậy sốc rồi đó. Rồi, tắt lửa. Rồi, trong khi phó bếp làm cái trang trí cái phần này, mình đi chuốt một mớ cây ghim này nè các bạn. Ủa, nhà mình có trồng cây gì có gai để lễ không? Cây quýt. Cây quýt lần trước không từng có à. Cây chanh để mình coi chứ thôi, chanh của mình luôn, nó cũng có quýt, nó cũng có gai, nếu không có thì mình lấy mấy cây xỏ nem đó mình ăn. Đây, cái phần này giờ mình xong rồi nè, mình cho nó ra cái mâm. Nó có nước là tại vì mình có nước để mình ăn cái cháo quẩy á. Đó, sau khoảng hơn nửa tiếng chế biến đại gia đình mến yêu, mình cũng có được cái buổi ăn. Bây giờ mời đại gia đình mình cùng chung tay để mà đánh nhanh rút gọn. Mời phó bếp. Phó bếp muốn ăn gì trước? Ăn cái nào trước, thử ốc đi. Đúng rồi, trời ơi, Hiển là phải ăn ốc thôi. Đây, nó ghim sẵn vô đây luôn rồi nè. Đây, thử cái ốc đây. Thật sự ra nó con ốc mà nó đông đá nó qua đây rồi thì nó cũng mất hết cái mấy 10% cái mùi vị với cái độ ngọt rồi các bạn. Nhưng mà kệ đi, thèm mà. Đó, nó như thế này nè, con ốc nó còn ốm nhô ốm nhách vậy nè. Nó không giống như ở Việt Nam mình đâu, tôi thấy các bạn trẻ ngồi ăn ốc rồi nó thiệt là... Thiệt là thèm. À. Đây, mời các bạn ăn ốc ốm. Vô. Cũng đỡ. Nhưng mà ngon lắm chứ. Cũng đỡ. Ngon lắm. À, có con này bự nè. Thấy con ốc không? Một khi nó làm cho chết rồi nó mới đông đá, nó mới đem qua đây được đó các bạn. Rồi đứt đứt luôn, hối rồi. Đứt rồi hả? Đứt luôn. Vậy đây còn nè. Dở quá. Giờ nói thiệt là đừng cười cho mấy con đứt đít này, để riêng bên hồ sử nó. Chặt cái đít nhuyễn vậy là ăn thôi. Rồi, thử lại cái coi. Đó, vậy là hết mức rồi. Đây, ra không con? Ra không? Đó, cái này đỡ. Xong phần ốc rồi. Đại gia đình ăn miếng cua tuyết nha. Cái này cũng lần đầu tiên mà Hiển trải nghiệm đó. Chứ thật sự nhỏ lớn chưa từng ăn cua này luôn. Bỏ bếp ăn đi. Thử coi, thử càng hai cái ngoe. Cái ngoe càng trước đi. Ô, ngoe đi. Đó. Tại vì cái này mình xào cho nó có một miếng nước sốt để mình ăn với cái giò cháo quẩy á. Bây giờ mình khoan hả chấm, mình ăn thử không coi nó ngon không. Thử không đi. Thơm. Này, mời các bạn nha. Nó ngon anh ơi. Ngon quá. Chắc cái dĩa đựng xương anh. Cái thịt cua nè các bạn, nó rất là ngon, nó thơm. Tuy rằng nó ít thịt thiệt,
Nhưng mình hy vọng trong cái càng của cái thịt, cái thịt nó không dai dai mà nó ngọt gay hả, ngọt lắm. Tại vì á, vừa rồi mình có review cua biển rồi, các bạn thấy đó, một miếng cua biển ở đây nó bán tới 35-40 đồng là nó đã hạ giá, nó sale rồi đó nha. Chứ mà đúng của nó là cỡ khoảng 60-70-80. À, có cái clip mình đi ra ngoài fish market ở ngoài City City á, là các bạn có thấy cua biển mà mình quay lên đó là 70-80 đồng ký đó. Đó, cua sống á. Ồ, cái này phải xài cái kéo để cắt chứ không phải bấm nó ra đâu, nó dài dài. Nó rồi, giống cho nó, cái kéo bằng số 4 luôn. Nó giống như cái càng tôm hùm vậy. Để bỏ thịt quá trời đây. Quá trời thịt ra. Đó, trong khi cua này một ký các bạn biết nó chỉ có 20 đồng thôi. Ha, nói đúng ra là cái con cua này cái vỏ nó không có cứng các bạn, nó mềm giống như con tôm hùm vậy đó. Nó không có phải là cứng mà mình phải gõ mạnh nha. Cái này là cái que đó nha. Cái que đó mà nó như vậy đó. Đó. Đây mà các bạn ngon quá. Thì thật sự ra cái que của con cua này, cái thịt nó còn nhiều hơn cua biển hôm đó mình mua nữa. Ừ. Tại vì cua biển ở đây nó mắc quá, không ai dám ăn đâu, người ta cứ rộng hoài, biết nó ống nhôm nhất à. Đó. Đó, cái này mình bẻ ra vậy. Mời các bạn nha. Mình lấy cái kéo đó, mình cắt. Ừ. Nè, nó tuốt ở dưới chót vót nó cũng có thịt luôn đó nè. Ngon quá. Thấy không? Ừ. Ngon quá. Review miếng cái này là người ta gọi là dầu chéo quẩy hay là giò chéo quẩy cũng không biết. Chắc giò quá. Hai cái giò chéo lại, giò chéo quẩy á. Hai cái giò chéo quẩy hả? Ừ. Giò chéo quẩy hả? Ừ. Nó vậy lắm. Đây, mình chấm vô đây nè. Cái này mình không phải là làm cái loại cua mà mình chấm giống vậy. Mình xào nghêu hoặc xào mít xồ hay gì là mình làm theo kiểu này mình ăn rất là ngon. À. Các bạn, mình cũng có thể làm cho nó sệt sệt bằng một miếng bột, bột năng á, thì nó sệt thôi. Nhưng mà tại mình không thích làm vậy. Cứ để vậy là mình chấm thôi. Đó. Xào cua các bạn thấy là cũng rất là đơn giản. Ngon, thơm. Đâu, thử cái càng cắt đây có thịt không? Đúng rồi. Em ngửi cái thịt. Tại vì cái me nó đã có thịt nhiều rồi. Nhìn thấy cái nước tưởng cay mà không cay. Ồ, cái me, cái càng chắc phải xài cái này. À. Cái càng thì nó cứng hơn. Được không? Không nổi. Rồi. Vậy là phải lấy cái muỗng gõ. Nó cứng phải không? Để rồi đó. Ăn đi. Ồ, cái càng đó thì nó cứng. Mà cái ngoe đó thì nó mềm. Rồi, bó tay luôn. Cứng khờ luôn. Phải gõ đó. Đây nè, thịt nhiều lắm nè. Thấy chưa? Ồ, nó. Bây giờ mình càng cua giống cua cù lần vậy đó. Đó. Ăn cái này thì phải giơ tay à. Bởi vì phải chùi lần lần tay hoàng cho miếng giấy nữa. Em thích ăn, em thích ăn cái nước với cái giò cháo quẩy kìa. Ừ. Em muốn ăn cua à. Nó ra cái nước ngọt á, nó ngon dễ sợ à. Thôi ăn cái càng dễ, cái ngoe dễ ăn hơn. Thịt không mà các bạn, con cua này cái thịt nó dữ lắm luôn á. Cái ngoe nó mình dễ ăn hơn. Phải không? Ừ. Tại vì nó mềm mà cái càng em chưa có tận dụng hết cái khả năng của nó, chứ nếu mà đập được ra là cũng ngon. Đây mời các bạn ăn miếng ớt. Ớt màu vàng. Không, thật sự cái ngoe của nó tuốt ở dưới cũng có thịt. Đáng, xứng đáng. Ngon. Mình đổ cái nước ra nãy nó nóng, ớt nó muốn chín luôn á. Ngon. Rất là ngon. Quý vị các bạn thân mến, thật sự là cái món ăn này Hiển cũng muốn review lâu lâu một chút cho cả nhà mình xem chơi cho giải trí chơi. Nhưng mà thật sự mình thấy cái điều đó cũng không nên. Thứ nhất là tay chân dơ quá, rồi nhiều khi lâu quá các bạn coi các bạn cũng nghe chán. Đó, thì clip đến đây Hiển với Phố Phiếp xin mến chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Nhớ ủng hộ Hiển chờ chờ nha các bạn nha. Giờ thì
Bye bye.